Kem cuộn hay còn gọi là kem chiên chảo lạnh, là một món ăn tráng miệng đông lạnh của ẩm thực đường phố Thái Lan, được làm từ sữa, kem và đường cũng như các thành phần bổ sung khác để tăng hương vị. Hỗn hợp kem lỏng trộn đều sau đó đổ trên một chảo lạnh có mặt phẳng và được làm lạnh ở nhiệt độ khoảng 25 độ C đến 30 độ C. Sau khi hoàn tất quá trình xào trộn bằng sẻng dẹt làm đều hỗn hợp kem lỏng, chúng được để lạnh cho đặc trong hình dạng mỏng. Tiếp theo là dùng sẻng cạo lớp kem mỏng, cuộn kem lại và đặt chúng thẳng đứng vào trong một cốc kem, rồi phủ lên trên các cuộn kem nhiều lớp phủ gia vị khác nhau như đậu phộng, hạnh nhân hay kẹo chip. Phong cách chính của kem cuộn là hình dạng cuộn của nó. Điều đáng chú ý của kem cuộn Thái Lan là với những nguyên liệu có sẵn, khách hàng có thể yêu cầu người làm kem tạo ra những chiếc kem có hình dáng trang trí và hương vị theo mong muốn tùy thích. Có đến hàng trăm hương vị và cách trang trí khác nhau được tạo ra. Theo Tele Madrid, cửa hàng Thai Scoops mở ở Madrid, Tây Ban Nha có 30 loại hương vị kết hợp cuộn kem khác nhau, và các hương vị biến thể được chọn lựa của chúng vẫn tiếp tục được phát triển. Kem cuộn được đánh giá có thành phần chính là sữa trộn với các thành phần sẽ tạo hương vị cho kem. Về độ tươi so sánh với các sản phẩm kem công nghiệp, kem cuộn không có chất bảo quản hay hương vị nhân tạo, và sử dụng trái cây tự nhiên hơn. Kem cuộn Thái Lan được xem là món kem có mức chi phí nguyên liệu rất thấp, lợi nhuận cao không dưới 400-500% mỗi cốc kem. Mặc dù phải chú trọng chọn địa điểm kinh doanh, Louis Kim, người chủ cửa hàng kem Holy Roly Ice Cream ở Los Angeles, mở vào năm 2017 và một cửa hàng thứ hai tại Arcadia, mở vào tháng 6 năm 2018 nói rằng, xu hướng kem cuộn sẽ giảm trong vòng một vài năm tới. Dù càng ngày càng có nhiều cửa hàng kem cuộn được mở khắp nơi, nhưng xu thế chung là khách hàng sẽ chán với món kem này.